À, xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mà kết nối cái bàn chơi game thùng này chơi với lại cái điện thoại Android ha, qua Bluetooth. Cái thiết bị này có thể kết nối với lại máy tính, laptop bình thường nha các bạn. Thì đầu tiên là các bạn vào cái Bluetooth nè, vào thiết thùng chơi game của Giang. Thì cái này là do mình tự tự làm, tự lập trình cho nên là mình thích đặt tên vậy ha. Rồi nó thiết bị hỏi là có yêu cầu kết nối Bluetooth không thì mình ok ha. Rồi xong. Nhưng mình sẽ thử một cái tựa game cho các bạn, là một cái tựa game là, để coi cái tựa game đó là Smart Legend ha. Smart Legend, nhưng mà tại vì cái game này nó không hỗ trợ cái bảng điều khiển cho nên là mình sẽ dùng cái Octopus để mà mình làm cái bàn phím ảo trên màn hình ha. Mình đã thêm cái trò này vào rồi, bây giờ mình bấm vào đây. Bỏ qua đi, mình đang chưa trả tiền cho cái phần mềm này cho nên mình thử thôi. Chờ cho cái game nó load vào ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào Autobot nè, bây giờ mình thêm một cái phím nè, phím mũi tên di chuyển là D-pad nè, đưa vào đây, đưa vào trên màn hình nè, giờ mình kéo nó bự bự ra ha. Rồi. Rồi, mình kéo nó bự bự ra cho nó vừa với lại mấy cái phím này. Xong sau đó mình thêm một, để vào đây cho nó mờ mờ thôi, mình không muốn thấy nó trên màn hình nè. Rồi ok, thì cái game nó hướng dẫn mình là đó, giờ mình chạy nè hả, rồi các bạn thấy không, đẩy ở đâu thì nó đi đó. Rồi thì giờ đi vào con vòng tròn này ha. Đó, thì giờ cái game nó hướng dẫn là đó, bây giờ cái game nó hướng dẫn là bây giờ mình phải thêm một cái nút ở trên nha các bạn. Mình bấm vào cái chữ Octopus rồi mình thêm một cái nút nữa, rồi mình bấm trên cái phím trên bàn phím, phím nào cũng được ha. Xong rồi mình di chuyển nó qua tới đây, đẩy nó bên này, bấm cái nút này là mình bấm một cái đó là rồi nó sẽ đi được rồi, đi lên đây luôn ha các bạn ha. Rồi bây giờ nó thêm một cái nút là nút đánh này, bây giờ mình thêm nút đánh nha các bạn. Đó, cũng như vậy, mình thêm một cái nút đánh. Mình cho cái nút này đi, nút chữ B đi. Rồi di chuyển tới cái chỗ nút đánh ha. Rồi, giờ là đánh là đánh thử nè, đó. Rồi rớt xuống vực luôn các bạn. Đó, giờ bay lên nè, bay lên nè, bay lên lại nè. Lúc này là lúc bay lên đánh ở đây. Giờ nó thêm một cái nút gì nữa đó, bây giờ mình thêm cái nút lúc này để em thôi coi lúc này là nút cái gì. Thêm một cái nút nó mờ quá không thấy, thêm một cái nút nha, C đi, lôi nó cái gì sau đi, lôi cái nút C qua đây.
Giờ nó thêm cái nút gì nữa nè các bạn, mình thêm một cái nút nữa ha, nút trên này đi. Đó. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách mà mình chơi cái bàn chơi game này trên cái game Smart Legion trên điện thoại Android ha, và cộng thêm cái Octopus nữa để mình cài cái bàn phím ảo lên điện thoại để mình chơi ha. Mình chào các bạn nha. Các bạn mà các bạn có nhu cầu muốn sử dụng cái muốn mua cái bộ này á thì các bạn liên hệ mình ha. Cái bộ này hoàn toàn không dây nha các bạn. Ở đây mình có một cái chỗ là cái chỗ sạc nè, sau sạc pin, ở đây là cái nút tắt mở nha. Thì cái này mình làm thủ công cho nên là nó không có được đẹp lắm, nhưng mà cơ bản đây. Ở đây mình có một cái miếng mút để mà nó chống di chuyển các bạn, với lại nó mềm mà nó xốp, nó không có bị trầy bàn hay là các thứ. Đó. Các bạn có yêu cầu thì inbox mình ha. Rồi xin chào các bạn nha.